Thưa cả các em, sau lễ tri ân sẽ là buổi chia tay cuối khóa. Trong cuộc đời của mỗi con người, chúng ta đã và sẽ trải qua nhiều cuộc chia tay. Nhưng thực sự, cuộc chia tay ở bậc trung học phổ thông là cuộc chia tay đáng nhớ nhất. Trong phút giây này, các em hãy lắng lại một chút để cảm nhận được tiếng lòng mình. Với bạn bè, biết bao điều chúng ta chưa dám nói và chưa kịp nói. Với thầy cô, có bao điều chúng ta chưa thấu hiểu, chưa kịp nhận ra. Thầy mong rằng tất cả cái đó là hành trang đẹp nhất để cho chúng ta đi suốt cuộc đời. Hồi ngộ rồi chia ly, chúng ta chia tay để đi đến mọi miền tổ quốc. Chúng ta đi là để trở về. Các em phải nhớ rằng các thầy cô giáo của trường Trung học Phổ thông Cửa Lò luôn đứng trên sân trường để dõi theo từng bước đi của các em trong cuộc đời. Và thầy cô luôn mở rộng vòng tay để đón các em trở về. Hãy làm tất cả những gì có thể để các cuộc chia tay các hai ba là một kỷ niệm đẹp cho mỗi thầy cô và trong mỗi học sinh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa thầy giáo cô giáo, thưa các em học sinh, lễ trưởng thành cho học sinh khối 12 là một sự kiện đầy ý nghĩa, là một thời khắc đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Bởi chẳng bao lâu nữa, các em học sinh khối 12 sẽ rời xa mái trường thân yêu này. Các em sẽ tung cánh muôn phương trên mọi đèo đường của Tổ quốc, sẽ là những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Lễ công bố quyết định trưởng thành cho các em là dấu mốc quan trọng để khẳng định rằng các em đã đủ trưởng thành để tự mình bước tiếp. Các em đã trưởng thành và sẽ có những quyết định đúng đắn nhất cho việc lựa chọn tương lai của bản thân mình. Thay mặt cho Hội đồng Sư phạm Trường Trung học Phổ thông Cửa Lò, tôi xin tuyên bố công nhận trưởng thành cho 360 học sinh lớp 12 khóa 23 năm học 2019-2020 Trường Trung học Phổ thông Cửa Lò. Xin đồng nhiệt chúc mừng các em và đề nghị toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh khối 11 dành một tràng pháo tay giòn giã nhất để chúc mừng cho 360 học sinh khối 12 căn 2 Trường Trung học Phổ thông Cửa Lò đã trưởng thành. Vâng, chúng ta đã trưởng thành, nhiệm vụ của chúng ta cũng rất nhiều, và trong giờ phút này